Và ở đây mình có mấy lát ớt đỏ, mình cũng đặt ở trên mình cá để trang trí cho nó đẹp. Cũng như ai muốn ăn cay thì ăn thêm ớt nha. Cái món cá nục chuối rim với nước mắm này á, mình ăn với cơm nóng rất là ngon luôn đó các bạn. Nguyên liệu để mình làm món cá nục chuối chiên nước mắm thì ở đây là mình có 4 con cá nục chuối, loại cá to nè các bạn. Mình đã rửa sạch sẽ và để ráo rồi. Rồi mình có những cái nguyên liệu nữa là hành tím mình băm nhỏ, tỏi băm nhỏ, và có những cái gia vị là nước mắm, đường, và mình cũng có dầu ăn để mình chiên nữa nè. Mình bật bếp lên và mình đặt lên một chiếc chảo không dính. Mình cho vô đây lượng dầu ăn vừa vừa thôi nè. Cũng không nhiều quá mà cũng không ít quá nha. Rồi ở trên cái mình của con cá mình có khứa sẵn ra mỗi một bên là 2 khứa như vậy nè, để khi mình chiên cá nó mau chín á. Mình cho từng con cá vô trong chảo để mình chiên nha. Mà mình cho nó trở trở đầu đi như vậy nè các bạn. Vì con cá nó nặng á, cho nên là mình phải cầm bằng 2 tay luôn đó. Rồi như vậy là mình chiên một một lần như vậy là được đấy. Mình sẽ chiên để cho cá nó chín đều 2 mặt nhé. Cá mình chiên nó đã chín đều hết 2 mặt rồi á, thì mình múc bớt cái dầu ăn ra ngoài cái chén này các bạn. Mình sẽ gạn cái phần dầu ăn nó ra ngoài cái chén hết nha. Mình đặt một cái chảo không khác lên trên bếp nè các bạn. Và mình múc cái phần dầu ăn khi nãy mình chiên cá, mình múc vô đây khoảng 1 muỗng ha. Rồi mình cho cái hành hành tím băm nhỏ. Mình cho vô. Tỏi băm nhỏ mình cho vô. Và mình đảo để cho hành tím và tỏi nó thơm như đã nha. Khi và hành tím và tỏi nó đã vàng rồi thì bây giờ mình cho nước mắm vô này các bạn. Mình dùng cái muỗng tròn mình cho vô đây 1 muỗng nước mắm này, 2 muỗng nước lọc. Và mình cũng cho vô đây 1 muỗng đường nha. Mình lấy cái muỗng khô mình múc 1 muỗng đường. Và mình sẽ nấu để cho đường nó tan. Khi đường nó đã tan hết rồi á thì mình lại cho cái chảo cá lên trên bếp và mình chế cái phần nước sốt này lên trên cá để mình rim nha. Khi mình rim á, mình dùng cái muỗng á, mình múc cái nước mắm với đường này mình chế lên trên mình của con cá nè các bạn. Mình nghiêng nghiêng đi tại vì cái nước sốt này là ít. Vì nếu mà mình chở thì mình sợ cá nó nát đó các bạn. Cho nên là mình cứ để nó nguyên ở cái vị trí đó và mình rưới lên như vậy thôi. Mình rim được một chập á, thì cái nước sốt á, nó cũng đã đặt kẹo kẹo lại rồi nè các bạn này. Rồi như vậy là được rồi đó. Mình để lại một ít cái nước sốt để khi mình ăn á, mình chấm vô cho nó đậm đậm nha. Rồi mình tắt bếp ha. Mình đem cá ra ngoài dĩa để mình dọn ăn luôn nè các bạn. Khi mình cho cá ra rồi thì mình cũng rưới cái nước sốt nó lên. Và ở đây mình có mấy lát ớt đỏ, mình cũng đặt ở trên mình cá để trang trí cho nó đẹp. Cũng như ai muốn ăn cay thì ăn thêm ớt nha.
Cái món cá nục chuối rim với nước mắm này á, mình ăn với cơm nóng rất là ngon luôn đó các bạn. Mến chào các bạn nha.